xin chào tất cả các bạn đang quay trở lại với sở thú kinh dị. Video lần trước Thắng đã tìm được 3 con động vật kinh dị rồi. Trong sở thú của Thắng tổng cộng có 7 con nha. Như vậy là ngày hôm nay Thắng sẽ phải tìm lốt 4 con còn lại. 3 con ngày hôm qua tìm khá là mất thời gian, chắc 4 con ngày hôm nay sẽ tìm lâu hơn. Mà 3 con lần trước đấy là lần đầu tiên Thắng vào cái sở thú kinh dị đó, nên là tìm hơi lâu. Thôi ngày hôm nay Thắng sẽ cố gắng tìm cực kỳ là nhanh, đỡ mất thời gian nha. Bọn nó lại đột nhập vào nhà của các bạn, rồi sau đó ăn thịt của các bạn lá toi luôn đây. Ok, và bây giờ là cấp 5, tìm đủ 40 cái đầu. Cấp 6, 75. Cấp 7 chỉ cần 20 cái đầu mà thôi. À, cấp 4 cần 30 cái đầu kìa. Kìa. Các bạn nhìn thấy gì chưa? Thắng đã nhìn thấy một quả đầu ở đầu kia. Nhưng mà khoan đã, cái con chó này nó giấu cái lò xo của Thắng, nên là Thắng phải nhặt cái quả gậy này rồi tặng cho nó, để nó bơi cái lò xo. Cứ lúc nào nó trở về là sẽ tặng cho nó nha. Rồi, khi làm mà sửa hết tất cả các cái chỗ mà bạt nhẫn bị hỏng thì thôi. Có cái lò xo ở đây rồi các bạn ơi, cái lò xo chứ không phải là cái bẫy lò xo đâu nha. Let's go. Nó kia, mấy cái đầu nó ở trên kia hết, nhưng mà làm thế nào để nhảy đến kia? Biết rồi các bạn ơi, Thắng phải nhảy qua mấy cái vách đá này để lên cái chỗ đống kia kia. Ở phía đằng kia là cũng có mấy cái đầu nha. Thắng sẽ tìm từ bên trái sang bên phải, từ bên phải sang bên trái luôn. Có một cái bạc nhúng bị hỏng rồi, Thắng sử dụng luôn. Cao được, ok, đã lên được rồi. Ôi nhưng mà lúc nãy cái con chó này không cho Thắng cái chìa khóa, Thắng làm sao mà mở được. Thôi, không mở được thì thôi, một chút nữa quay lại tính tiếp. Bây giờ là đi sang đầu phía xa xa kia nha. Ở cái đoạn này là có tận 2 cái đầu rồi nha. Một cái đầu của người chăn nuôi. Cái đầu ở đây đâu nhỉ? Đây. Ui dồi ui. À kia, ở trên chiếc mũ của bà phù thủy nha. Chiếc mũ khổng lồ ngôi nhà của bà phù thủy. Có một cái đầu, nhưng mà treo đến đoạn nào đây? Đây. Ui, cao như này thì lấy đi tôi làm sao mà lên được. Rồi, ta phải treo lên cái mái nhà màu vàng kia thì mới ok luôn nha. Mái nhà màu vàng thì lên kiểu gì nhỉ? À đây rồi. Ui. Wow. À thì ra là đi đường tắt nè. Cái đoạn này là cái đoạn dẫn ra một chỗ con đất ở rồi kia kìa. Ui giời ơi, đi tắt một phát ra đây luôn. Ghê đó nha, Thắng nó biết rồi nha. Đây nha, anh em ơi, anh em bắp cu lên cái quả cây này thì sẽ có đường lên sang cái quả mái nhà màu vàng bên này. Uầy, ở trên này có một cái đĩa bay, không biết là nó sẽ đưa Thắng đi đâu đây. Đi đâu thì không biết, Thắng cứ ăn mấy cái đầu này rồi sau đó là đi đâu thì tính tiếp sau nha. Khoan, ở đầu mái nhà kia cũng có một cái đầu nhá. Nhảy xuống nè. Ê, đang chơi thì mất kết nối, không hiểu kiểu gì. Roblox dạo này bị làm sao ấy nhở? Ở bên dưới cái nghĩa trang này có 2 con Haki Wagima nha, nó canh giữ ở đây. Ui, kinh chưa? Nhưng mà là không thể làm mà ra ngoài bắt được Thắng. Ê, cái Haki trẻ trâu kia. Nó là Haki zombie chui từ dưới đất lên đấy. Nghĩa trang thật là đáng sợ mà. Wow, nuôi Thắng ăn một cái đầu chỗ này nha. Xong bắt đầu được phát hiện ra cái con đường cây cầu này nè, không phải là nó tới đây là cây cầu cút đâu, mà nó sẽ đưa chúng ta tới một cái căn phòng bí mật tàng hình. Uầy, kinh chưa? Mà lúc nào mà Thắng muốn lên cái độ cao này thì Thắng lại đi cái đường tắt ở bên dưới kia, thế là lên được đây luôn nhờ. Một cái quả đầu, cây cầu bên kia có một quả đầu nữa nha. Dưới này là sân khấu biểu diễn xiếc. Wow, biểu diễn xiếc có mấy cái con sở thú kinh dị này, kể ra là cũng hợp nha. Bên trên quả bóng bay có một cái đầu nha. Bắp cua lên quả bóng bay. Ui, khó rồi đây. Rồi nhưng mà Thắng vẫn lên được nha. Bình thường như là cân đường hộp sữa mà thôi. Quả bóng bay này sẽ bắp cua theo kiểu hình tròn, và cứ nhảy lên thì sẽ có cái quả đầu ở bên trên đó nha. Một quả đầu tiếp theo. Đừng có bị rớt xuống là mất nhiều công lắm đó. Quả đầu nữa kìa. Ui giời ơi, chắc là cái đi hết vòng tròn này là Thắng sẽ sưu tầm đủ 20 cái đầu nha. Một cái quả đầu nữa. Ui giời. Thôi, đến cái đoạn này chắc là Thắng sẽ không nói gì đâu. Nơi này sẽ bị rớt xuống luôn đó. 30 cái đầu thì mới mở khóa được cái sở thú này nha. Úi giời ơi, tí nữa là bị sượt luôn. Gì mà cao vậy trời, lên tận mây luôn kìa. Hết chưa? Vị trí này sẽ rơi
xuống đỉnh cái tổng. Ok luôn, quá là đẳng cấp, tuyệt vời. Chắc là bây giờ chỉ còn cái hồ lava dung nham kia là có cái đầu thôi. Nhảy từ trên cao xuống là không bị làm sao. Nhảy lên đâu đây? Úi, bên này nhá. Bên này nhảy xuống. Chiu. Oh my god. Ê, khoan, lụa xa như thế kia thì anh nhảy kiểu gì mà tới nhở? À, phải ven ven ra cái vách đá kia xong bắt đầu lại nhảy xuống đúng không? Không, thắng pắp cua một phát là cũng qua được luôn. 19/30. Uầy, ui, gì mà số của mình đỏ thế nhở? Báo thiếu một cái đầu nữa thôi. Thế là một cái đầu nó ở đây luôn này này kia kia. Ui giời ơi, lúc đấy mình đi qua đây rồi nhưng mà không để ý. Hóa ra là nó ở trên lóc nhà. Lên lóc nhà bắt con gà. Wow, nó là chuột. Con mèo thì giống con hươu cao cổ mà con chuột thì lại giống con mèo, không không hiểu kiểu gì luôn. Uầy, đâu 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 đâu. Wow, và đây là con chuột kinh dị nha. Con chuột kinh dị ở bên trong sở thú kinh dị. Sau khi mà thằng đã mở khóa được cái con chuột này thì tiếp tục hiện ra những cái đầu của người chăn nuôi. Bao nhiêu? Ui, bây giờ phải tìm 40 kia. Đi ở bên dưới tầng 1 còn nhìn thấy ở cả tầng 2 luôn kìa. Ui này, bây giờ là thằng sẽ đi vào cái tòa lâu đài của bà phù thủy này nha. Không biết có phù thủy ở bên trong không, nhưng mà cái cánh cửa đóng chặt quá, thế là thằng không thể vào được. Thằng chỉ có thể lấy được mấy cái đầu lâu ở ngoài này thôi. Để xem nào, yêu cầu cái gì? Yêu cầu cạnh zombie là như nào? Sau đây cạnh zombie hay là thằng sẽ phải đi tiêu diệt? À, biến thành cái cây kiếm đi đấu với zombie kia, xong là nó sẽ rớt ra cái cánh tay. Ok luôn, thằng có cái cây kiếm nha. Cây kiếm của thằng đấy, biến hình luôn. Quánh một cái được 5, ủa, được 25 máu nha. Nhưng mà nó đánh thắng, thằng chỉ mất 5 máu mà thôi. Xoẹt một cái nữa. Xoẹt một cái nữa. Quánh, mình cứ quánh nó một cái xong bắt đầu là nó lại quánh mình một cái nữa. Thế là băng hòa luôn, nhưng mà nó không nứt ra cái cánh tay của con zombie. Đây rồi, thằng phải đánh đến cái con zombie thứ 7 thì nó mới ra cái cánh tay của con zombie. Cái cánh tay thì bảo cái cánh tay đi, lại còn cứ cạnh cạnh mới chả cạnh cạnh. Chả hiểu kiểu gì, có mỗi người ta dịch thôi mà cũng sai. Và bây giờ là thằng sẽ khám phá cho các bạn xem ở bên trong cái tòa lâu đài này có cái gì nha. Sử dụng luôn. Úi dồi ôi, nó sẽ cho thằng một chiếc chìa khóa. Ơi, nó cho thằng một chiếc chìa khóa, chứ không phải là chìa khóa để mở cái cánh cửa này ra, mà là cái chìa khóa để mở mấy cái rương kia. Ui giời ơi. Wow, có lẽ là thằng sẽ phải thực hiện thử thách là đi qua cái quả mê cung này. Ư khỏi. Có con zombie nó ở trong này luôn, sợ quá. Trong này là có một cái rương. May mà người ta cho thằng nhìn từ cao xuống dưới lên là đi còn dễ dễ nha. 11/40 cái đầu. Bên này có rương thôi, không có đầu đâu. Ui, con zombie. Ê, zombie chạy chậm lắm cũng không có cái gì mà phải đáng sợ cả. Đây rồi, một cái đầu tiếp theo ở trong cái quả mê vân cung này. Wow, có một cái cánh cửa rơi khỏi đây luôn. Tìm mãi không thấy, hóa ra tụi nó ở trong rừng cây này hết. Một cái đầu thì ở bên trên một cái quả nhà con nhỏ nhỏ, và một cái đầu nó tận cao kia thì tụi lấy làm sao được nhở. Không sao, thắng nhảy vẫn lên nhở. Ui giời ơi, chỗ này là khó gì nha, không có cái đường nào mà lên cả. Nói chung là đùa mình rồi, ở cái góc lỗ lớn thế làm sao mà nhảy lên được. Đây, ví dụ như chỗ này thì con nhảy được nè, còn cái đoạn đấy thì ui, trên đỉnh kia vẫn có nhé. À, thằng sẽ nhảy từ trên cao xong bắt đầu thằng nhảy rớt xuống là được ngay. Cái đầu thứ bao nhiêu? Cái đầu thứ 29/40, còn tận 10 cái đầu nữa cơ. Các bạn nhìn hộ thằng xem nào, ở trên này còn cái gì lấp la lấp lánh hay không. Ok, cũng được 30/40 cái đầu rồi. 10 cái đầu nữa, nó ở đâu thì mới quan trọng đây này. Ôi giời ơi, đây rồi, chạy qua thì nó nằm ở đây luôn. 31. Tặng nó trúng nhô hoặc là tặng nó cái viên đá pha lê. Thôi tôi chả có cái gì đâu nên tôi chẳng tặng nó cái gì cả. Bình tĩnh, đứng ở đây mà anh tìm chú mãi không thấy luôn. Còn ở đâu nữa ta? Thắng ra cái con dog này thì thắng thấy luôn một khu mặt nó ở đằng sau hay cúa đi. Ấy, vào đây làm cái gì? Tôi không vào đây, tôi tìm cái khuôn mặt này cơ. Bao nhiêu?
bao nhiêu rồi sao mà nó không hiện lên nhỉ? Đừng có bảo nó đang chơi lại mất cái lưới nha. Ồ, hay quá, mở ra càng ngày càng nhiều rồi nha. Một khuôn mặt ở trên này 36/40 rồi các bạn ơi. Ui, oh my god, đây. À, có cái mỏ này, tôi có cái mỏ này luôn này. Cái mỏ kiểu như là hình con green, đúng rồi, con green. Bây giờ cuốc này, hình như cuốc là sẽ có thuốc xuống nhỉ. Ồ, một viên đá gì đây mấy bạn ơi, nắm thì thắng lại. À, đây là quảng sắt. Thôi, chỉ đi sưu tập mấy cái đầu này thôi. 37 rồi nha các bạn ơi, bên này là 38. Bên dưới này có còn không? Thì ra là quả đầu 39 nó ở đây. Bây giờ chỉ còn một quả đầu duy nhất nữa thôi là quả đầu 40. Còn nhiều quả đầu tìm thì dễ, mà bây giờ một quả đầu duy nhất tìm chắc chắn là khó luôn. Yeah, cuối cùng là thằng cũng đã leo được lên cái sợi dây từng này rồi. Rồi. Măn me. Wow. Yeah. Biến hình người chăm sóc vườn thú. Uầy, thằng mở khóa được cái ông này nhá. Ông này là chùm ở đây luôn. Cái ông này là người chăm sóc vườn thú, tức là chăm sóc cả mấy cái con động vật kia nha. Mở khóa được ông này quá là vất vả luôn. Nhưng mà thôi các bạn ơi, thằng chơi từ nãy giờ cũng phải 2 tiếng rồi, mỏi hết cả mắt luôn. Các bạn xem thì chỉ có 11 phút mà thôi. Nhưng mà thằng đi tìm thì khá mất thời gian đấy nha. Cái game này chỉ mất thời gian là chính thôi, còn đâu là dễ ợt ra. Thôi nha, cái video của thằng tới đây là kết thúc rồi. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau. Bye bye.